Hello, chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ lên núi review, và hôm nay thì lên núi để cúng đầu năm. Cúng đầu năm phải không em? Cúng rừng phải không? À, đây có ông già làng đây, đang cúng đây, ông già đây. Anh em chuẩn bị hết lương thực thực phẩm lên. Đây mấy chị đây chuẩn bị. Chuẩn bị ẩm thực trưa nay nè. Đây là cảnh suối ở quê nhà đây. Anh hay làm một chuỗi thịt cho. Tí nữa anh em sẽ review các bạn xem nha. Đây là trời mưa quá nè. Mưa mà có đống lửa này biết đó, lấy cái thang ra. À, tiếp tục là một chuỗi nữa. Đó là do heo rừng. Do heo đó, heo rừng đó. Heo rừng nhé. Đây là bò tôm rừng, đây là tôm rừng, tôm rừng. Anh em cũng bị hết tinh thần rồi đó. Anh đưa qua cũng gò rừng luôn. Đây là rau nè, rau nhà hết á. Gà thơm luôn. Gà nhà đây đang chặt những loại đĩa làm cúng này, cái kinh này cúng được ba người. Trời đều hơi âm u mưa, nếu mà trời nắng thì quá vip luôn. Đợi tí nữa chín. Đi. Anh em chuẩn bị căng cái tấm bạt đây. Phật y. Lắc cho cái nữa. Cái mình nhặt tập cái nào. Lắc cho cái nó đừng bách lên. Cũng bữa nay là với tiêu chí là 10 lít gần 2 lít rượu nè. Cái này là 5 lít. Nhưng mà 2 lít. 2 lít. Tổng cộng là bao nhiêu lít à? Coi luôn cái yên này nè. Gà rơ này. Trời ơi. Như anh em đừng lái rượu. Mà ở trên núi cao này uống rượu chừng ngay không bao nhiêu đâu các bạn ạ. Ủa các bạn xem đẹp không nhá. Em tiếp tục vào chỗ để sinh hoạt. Đi đâu đó? Chặt lá chú rừng. Chú rừng là lá chú rừng hả? À, làm lá cốc. Trường quá. Rừng nguyên sinh. Chặt lá hả? Chặt lá thì sao?
Nó cây con rừng này, rừng nguyên sinh này. Cái chân chín rồi nè. Dạ bốn tôi nữa tập lên coi này ăn ba. Làm đủ ấy cắm hương à. Vên. Ớ cái dao nhỏ chút xíu vậy ta. Dao dao xếp đó. Dao xếp. Đồ đi núi đây cho nó gọn. Đây cũng có gia vị đàng hoàng lên núi này. Đầy đủ hết. Đâu có thiếu gì đâu, đồ ăn mà dễ gì đem đi thiếu em. Ở nhà trồng cái gì thì đem đi hết. Ờ vậy đó. Tết ba ngày Tết là còn có rau, có rớt đủ thứ hết. Anh em ở đây ăn Tết nguyên nửa tháng nha các bạn nha. Đúng, trốn virus. Anh bốn chữ mới lên nè. Ebolan, đại tốt Ebolan. Trốn virus cơ quá, ở thì trắng anh em ở đây là trốn corona hết nè. Mình là thoát thân cho mình trước đó. Không biết trốn, không biết khi nào cho sao rồi. Chờ tí nữa chín thịt rồi đây. Rồi bác sẽ cúng. Để mà các bạn xem nha. Ấp xếp bây giờ xếp cái đồ cúng này. Thắng thua quan trọng cái thẩm mỹ. Anh bốn giúp việc chứ. Sao mà lo tranh thủ lẫm vậy ta? Đèn mấy. Nè nè cái đồ cắm hương nè. Ôi đổi trơn rồi. Rính rồi dưới xe rồi buồn. Thì mình như bà hứa ngưng với sợi dưỡng lắm. Cháy hết trơn rồi nè. Họ nét được rồi. Em là cô gái ngồi nướng thịt. Lù thuần nam là chặt chặt hóp kìa. Chặt lồ. Chuỗi thứ hai nè. Vàn trái, vàn trái. Thang lửa nhiều quá mà càng có thể đặt khó nướng rất ngon nè. Rồi anh em xuống dưới này cúng kiếm cái chỗ tảng đá linh thiêng nhất ở vùng núi này. Từ từ nghe, coi chừng cái trơn lắm. Đây là phong tục ở quê mình nha các bạn nha. Đi cúng núi đầu năm. Hôm nay là ngày 16 âm lịch. Đây có ông già làng đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cành cành chụp đó, cái hình để hiện. Ngon, chụp đứng này mà. Ngon, có đứng con. Đứng một cái, ngon hai cái. Đây là phong tục ở quê mình các bạn nha. Cúng đầu năm đấy, đầu năm cúng núi. Trời hứng nắng rồi, vẫn còn mưa. Anh Nam, anh Hai kìa. Rồi bây giờ bác cúng xong rồi nè, bây giờ phải uống rượu cúng trước đã, phải không bác? Chờ cúng rượu, rượu cúng trước đã. Theo uống gia trước, bác uống gia làng trước, uống trước thì sao? Đây bác là bác già làng đây, các bạn biết nha. Ở đây phong tục của mình là vậy đó, đi cúng núi. Ngon quá. Đi núi là đúng bài các bạn ạ. Rất ngon. Mà là vô. Rồi anh em uống mặn tô nghe. Anh em ở quê mình uống mặn tô không ấy. Quý lắm rồi này. Có con bóp rồi đó. Rồi vô. Rồi vô. Rồi bóp. Vô. Vô. Vô vô. Chú Bỉ. Rồi rồi. Mới hết. Đâu. Chú nhanh lắm. Mù cái 10 cái. Cá cái rộng lên. Cá cái ớt lên đẹp như thịt quá hắn. Em quá nhưng mà quá rồi còn dài mẹ cản các bình thì anh Nam chú lòng mới 14 à, cũng mới bắt giờ làm đấy chú lòng mình nó có uống một bô nghe hấp dẫn quá ta. Ừ, đúng rồi. Làm sao đi? Tham như vậy đi. Chân nó liền rải nó đó. Nó rải nó mà. Uống gì dũng bàn tô bị chén là hấp dẫn nhất. Không có gì bàn. Ủa kì vô nè, nó sốt bình sốt lại đời đó. Nhưng mà kì vô. Dạ. Nó hủ ăn tắc làm thế mấy. Nè. Sắp đi vô nó rồi. Đi rồi. Sao cặp phụ nữ? Có đồ phụ nữ bón nhân đó. Vô làm nó. Bữa nay vô 10 chứ làm em bón làm vô 10 thì kiếm làm được. Có phụ nữ bên đây. Nó chắc rồi thì anh ai kiếm vô 10. Ô, anh chết trong quá kiêu lý lắm sao nó rồi mà. Đổ 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 rồi thấy to rồi kìa. Đổ vô. Trời anh em có uống rượu y rồi là lương sơn bọt đây. Trời ơi. Trời ảo quá. Đỉnh núi uống không bao giờ là nó gọi là sai. Đang lên coi công gì. Coi luôn cả hôi canh rối để. Nghe muốn lòng được. Nào hết ngà mà. Hả? Chẹt rồi. Lấy cái mặt nó kia rồi. Mới đi con, em qua thông cổng. Em ngủ gạt dài thì nói thiệt em cũng không có chuyên tâm gì. Thì mỗi lần em gửi 5 lần để sao dạy chú Vĩ sao vì, anh Bùa à, cái ngủ gạt dạ, tấm lòng vòng à, nên là lâu đừng quên phụ trách anh em gửi năm tấm lòng em hương thôi dạy. Ủa tụi bay muốn còn ngồi vậy. Rồi, nói đó. Đầu năm đó là nói dạ đi cứ nhận rồi xuân thể hết rồi chúc mừng đầu năm đó. Ha một hai ba du hai ba du các bạn xem đây núi vui lắm nha. Rồi dạ chú cũng xin mấy đứa đặt chỗ chưa đây bạn đứng anh rồi chú ngủ gặp dài đó đẹp không đó còn mất lửa kìa không có sợ lạnh đâu mặc dù trời mưa đó. Tiếp tục canh thứ ba
lớp bao lâu nữa? 25 nè. Cảnh thứ bò gần hết rồi đó. Ô, nước suối hả? Có mét nữa, có mét nữa. Nước này trong virus. Rót rót mẹ đi chung. Nước trong virus. Còn lại lương xương bạc không ta? Trời ơi, em dùng điện thoại quá tầm lum tầm la nè. Đầy mùa còn y nè. Bò đi thích khó thấy chưa? Đúng nè. Nếu là bò giỏi nhất. Đúng rồi. Cuối cùng là bò mất tầm đô là bò hết chỗ. Vô đi. Vô nè. Vô. Cũng còn mà gan còn bằng khô đó. Chúc. Rồi. Người cầm cúc. Hai lâu. Người cầm cúc là cầm đô. Đây là... Mưa quá trời. Người cầm cúc. Người cầm cúc. Thấy chưa? Một, hai, ba. Ba nói chung cho mẹ nó lên đây. Bên thế chứ nào anh? Chưa cứu anh, chưa cứu anh. Nếu mà ai tí còn lắm tên. Thôi, sợ sợ cá nó quay. Nó quay dê dê dê. Đây là ba chút nữa. Ôi, cái gì đó? Bình thường mà. Mày nó lên nè. Sợ chút đi nữa, bò. Nó đang đẹp trai quá. Bò đi nữa. Nó sẽ bò lên. Nếu mà tìm lại quá vậy mà lên. Đây là anh Trang YouTube đây nè. Vừa là một phiên mãi là mình 8 giờ đi sâu. Thơm lọc lá. Đẹp trai mà. Mày thì làm lại quá vậy mà lên rồi. Rồi, cảm ơn chú nha. Rồi, chú đã tham dự đây là vui quá rồi. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. Quá ở rừng mà thời tiết thì mát mẻ. Thôi, anh em chúng ta, anh em chúng ta. Cũng như nè nè nhớ đâu ơi. Giống ý là đẹp trắng uống đã quá. Giống như lương xương bạc luôn. Đặc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.